Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý anh chị em bà con cô bác một cái thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Anh, đó là Messi Fusion 3060. Đây là bánh trước nó lại có thông số kỹ thuật là 13.624. Đây nó có cái gầu súc rất là đẹp luôn. Rồi bánh sau là 18.430. Đây là 18.430. Con này nó có 77 mã lực lợi hai cầu, coi là số cơ luôn, cabin máy lạnh. Để chúng tôi sẽ mở lưới hông cho bà con xem nhé. Bởi vì bên máy đó, bởi vì bên máy động cơ 4 máy á. Đây động cơ nó có 4 máy. Đây chúng tôi đang mở ra cho bà con chúng ta cùng nhau xem cái động cơ 4 máy của nó. Hôm nay trong cái nội dung video này chúng tôi giới thiệu cho bà con hai con máy, đó là con Messi Wilson 3060 và con Yamaha US40. Đây đấy, rất hợp. Cái bánh sau lúc nào nó cũng đẹp như này luôn. Đây là cái mới cho bà con chúng ta sử dụng một cách an toàn hiệu quả luôn. Đây còn thấy rồi, phía sau ngay dũng nước luôn. Đây bà con, cái bông rất là đẹp luôn. Vâng, và đây là cái cabin ở đây đó tất cả mọi người. Rất đẹp luôn. Đây là một cái mới là 18.430. Và đây là phía sau nữa đây. Con này là hôm nay chúng tôi thực nghiệm ngoài một cái hiện trường, một cái bãi cho bà con chúng ta cùng nhau xem luôn. Đây phía sau nó rất là xuất sắc này. Con này chúng tôi xin giới thiệu là con Messi Fusion 3060, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, rất là xuất sắc đến từ Anh và trên thế giới cũng rất là nổi tiếng trên thế giới luôn. Con này 3060 này nó có 77 HP, tức là 77 mã lực, lợi hai cầu, số cơ bên cơ, có trợ lực tay lái luôn, động cơ nó có 4 máy. Con này rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đây chúng tôi sẽ đang biểu diễn cho bà con xem cái chúng ta thấy là cái gầu súc của nó. Đây bạn thấy rất là tuyệt vời luôn. Đây bà con thấy chúng ta thử máy rất là đẹp cho bà con xem. Đây. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ chạy cho bà con xem. Trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu cho bà con hai con máy, đó là con Messi Fusion 3060 và con US Yamaha US40.
Rồi, đây là con danh ma quét 40 nha bà con. Một xíu chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết và dòng chạy cho bà con xem. Chúng tôi đang chạy cho bà con xem con US 40 danh ma, xuất sắc luôn, cabin nó lạnh sắc rực luôn, đèn trái sắc rực luôn. Rồi và bây giờ là chúng tôi đang mở ra cho bà con xem. Chúng tôi sẽ quay cabin cũng như động cơ của nó cho mọi người chúng ta xem. Hôm nay chúng tôi test rất là nhiều luôn, chúng tôi chạy cho mọi người chúng ta cùng nhau xem. Và đây là chúng ta thấy là cái đồng hồ của nó chỉ có 1:26 giờ mà thôi. Chúng tôi quay rất là chậm để cho mọi người chúng ta được thoải mái, được xem một cách coi như là chi tiết nhất. Thì chúng tôi xin lại, đây là con US 40 danh ma, một cái đời mới, một cái sản phẩm rất là mới luôn. Con này cơ toàn bộ luôn, số cơ bên cơ có 40 mã lực, con là loại hai cầu luôn, động cơ có 4 máy. Một năm hai sáu đây bà con chúng ta thấy rất là rõ luôn. Đây chúng ta thấy là tất cả là cabin máy lạnh rất là xuất sắc luôn, cái ghế ngồi nó không có chê vào đâu được hết. Và đây là cái cabin của nó đây. Đây chúng ta thấy US 40 là một cái thương hiệu, một cái danh ma mà đời mới. Một cái thương hiệu, một cái sản phẩm rất là nổi tiếng đến từ Nhật. Kênh YouTube Thiếu Đồng Thanh cũng rất vui được giới thiệu cho bà con hai con máy, đó là Messi Vision 3060, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Anh, và con Yanma US 40. Chúng tôi cũng đã giới thiệu cho bà con gần con như là US 46, 35, và hôm nay là US 40 cabin máy lạnh.